Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe Way RSX 110 FI của mình, đời 2016. Anh em cùng theo dõi nha. Đây là dòng xe phổ thông mà mình dùng con xe này để phục vụ cho nhu cầu đi lại của mình trong thành phố. Thì thường thì mình dùng con xe này để mình đi làm này, di chuyển nhẹ nhàng trong thành phố, có thể là đi mua cơm, mua cháo, đi chợ, đi búa, vân vân và mây mây. Nó rất là tiện lợi những ngày buồn chán và rất là lười dắt phân khối lớn ra, thì đây là cái sự lựa chọn nhanh, gọn lẹ và hợp lý cho mình. Con xe này của nhà Honda có cái dung tích xi lanh là 110 phân khối. Nó không phải là cái dung tích quá lớn, nhưng cái dung tích này nó cũng rất là quá đủ để phục vụ cái nhu cầu đi lại của anh em trong thành phố, trong Sài Gòn ở mọi thời điểm luôn. Con này là cái bản phun xăng điện tử FI á, nên khi mà di chuyển con này á, chúng ta sẽ tiết kiệm và lợi xăng rất là nhiều. Đi vào bãi đổ xe cũng không quá nặng nề để mà chúng ta khinh nê con xe và không có sót xe như là phân khối lớn. Nói về động cơ máy á, của những cái dòng thông dụng của nhà Honda á, thì ai cũng biết động cơ máy của nó rất là bền, xịn nữa, chạy biết bao nhiêu năm mới hư, không có hư vặt đâu, mà chạy rất là sướng, mượt mà, thoải mái nữa. Cái con này của mình á, là bản bánh nan hoa, bánh căm, thắng trước là thắng heo. Nó sẽ có một số bản ví dụ như là mâm đúc nè, rồi thắng cơ, ta gọi là phanh tan trống á. Đó là một số cái phiên bản của nó. Thì mình thích cái phanh nan hoa này nên mình chọn cái bản phanh nan hoa và thắng heo, heo dầu của Nissin 1 bit cũng rất là ok. Thắng heo luôn luôn nó sẽ tốt hơn, đúng rồi. Nó có rất là nhiều phiên bản màu sắc. Cái xe của mình là đời 2016 và phiên bản màu của nó là màu đỏ đen, thì anh em nhìn hình cũng biết rồi, xem video cũng biết rồi. Thì ngoài ra bây giờ nó có cái đời 2020 á, cải tiến hơn vào màu sắc, nhìn nó đẹp, nó bắt mắt hơn rất là nhiều luôn. Tại vì nó có nhàn nhựa nhám màu đỏ, mình thấy rất là đẹp, giống như là trên Winner ấy, những con Winner cũng có cái loại đó. Dàn áo xe thì anh em cũng biết rồi, nó có hai loại nhựa, một cái là nhựa bóng, một cái là nhựa nhám. Nhựa bóng ấy thường người ta sử dụng để mà cái phần ngoài, còn cái nhựa nhám là để lót bên trong. Nhựa nhám thì người ta thường gọi nó là nhựa chết ấy. Thì đời 2020 cái nhựa nhám của nó được nhuộm sẵn màu đỏ, nhìn nó đẹp và nó phá cách hơn nhiều trên những con Winner mình thấy có. Thì ban đầu mình cũng đã nói rằng á, là con xe này mình dùng để sử dụng thường xuyên, để di chuyển, để vận chuyển hàng hóa hay thậm chí là chở người, nên mình muốn lột tả hết cái công năng công dụng của nó phù hợp đến mình. Bởi thế mình có custom độ một số món đồ chơi lên cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Thì con này á, mình độ cơ bản thôi, chủ yếu là thẩm mỹ và cơ bản thôi, chứ mình không có độ máy. Máy với khối động cơ của nó là mình cảm thấy quá mượt mà và hợp lý rồi. Cái nhu cầu không nhiều nên không cần phải sổ cháy độ máy làm cái gì cả, phí. Con này máy móc y xì à, không có độ đàn gì hết á, chỉ có bảo dưỡng định kỳ 1.500 thì mình cho nó uống một lần nhớt Rexon Racing hoặc là Liwi gì đó, tùy, cho nó mượt. Hoặc là lâu lâu vệ sinh kim phun này, thay bugi, lọc nhớt, lọc gió, như vậy là ổn định rồi. Bô cũng zin luôn, không chơi bô độ làm gì, có 110 phân khối thôi mà. Cái đầu đèn thì anh em dễ thấy nhất là mình lên một cái mảo, cái mảo là CNC Racing, cũng cái tông màu đỏ đen luôn, để cho nó hợp với con xe. Và đính trên nó là điểm nhấn hai con ốc RR5 Titan màu vàng, nó sẽ hợp hơn là màu tím, màu hồng, màu xanh ha. Bên cạnh đó mình có gắn cho xe của mình là cái kính chiếu hậu Rizoma Elite. Cái kính này cái form dáng của nó rất là sang, nên khi mà chúng ta gắn lên con xe nó sang theo. Nhìn nó không còn rẻ tiền nữa mà rất là sang. Mình đi một kính thôi nên bên phải mình gắn cái che chân kính này, tông màu đỏ đen, nó cũng phù hợp với tông màu của xe, để cho xe nó gọn và nó đẹp hơn, thay vì để trống như vậy. Cùng thắng thì mình không có thay, vì mình bóp mình thấy nó rất là ngon nên mình dùng zin luôn, không cần phải thay. Ngay cả bình dầu cũng vậy. Cái cặp bao tai mà mình thay thế cho con Way của mình á, là mang thương hiệu Spider. Cái thương hiệu này anh em cũng không còn xa lạ gì đâu, ai chơi xe cũng biết thương hiệu này hết. Tại vì cái giá thành của nó ổn định, trải nghiệm mang lại cũng rất là tốt. Chỉ con cái xài lâu ấy, cái bao tai nó hơi nứt nứt và nó hơi bị mòn thôi.
giá tiền như vậy thì cũng không thể nào đòi hỏi cao hơn được. Cái gù zin của nó nhìn rất là tục anh em, nên mình thay cái gù xéo Rizoma. Chắc anh em cũng không xa lạ với cái này nữa đâu. Anh em nhìn qua bên đây nè, sẽ thấy cái combo kính Elise và cái gù xéo Rizoma nhìn rất là hợp và đẹp nữa. Đó, anh em thấy cái gù, cái kính Elise và cái gù xéo chưa? Đó, để mình zoom lại cho anh em thấy nha. Mình zoom lại kỹ hơn cho anh em thấy. Đấy, thì đó là cái combo kính Elise, gù xéo Rizoma và bao tai Spider. Combo này quá hợp lý để gắn trên con quay này. Cái đầu đèn của nó đó, thì mình dán decal titan lên cái chỗ đèn định vị. Con này thì mình không có làm đèn led AUD hay là gì đâu, tại vì nó là dạng con xe mình sử dụng thường ngày và thường xuyên. Với lại nó cũng khá là rẻ tiền, nên mình độ cơ bản như vậy đẹp là được rồi, chứ không cần quá đầu tư nhiều vào nó. Cái chỗ đèn pha code mình cũng giữ zin của nó, không có độ bóng, không độ chóa. Chỉ có một cái là dán decal đen khói để cho cái xe nhìn nó ngầu và nhìn nó quậm hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái mình thích ở con xe này á, anh em biết gì không? Đó chính là cái logo FI. Con xe này phun xăng điện tử nên nó tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều, chạy sướng lắm, không lo về xăng luôn. Còn chứ mà chạy phân khối lớn mà thật sự cái vấn đề xăng là vấn đề mà anh em nào cũng phải trải qua mà niết đầu về nó, uống xăng như nước lã vậy. Còn phần dưới này á, thì mình độ một cái cần số tên là K-Test với lại là cái chống nghiêng Arakuya. Thì cái cần số K-Test này nó làm cho con xe trở nên cứng cáp hơn, cái chân chống cũng vậy, nó đẹp hơn. Quan trọng nhất thì mình độ là mình thấy thích cái thẩm mỹ của mình nó như thế này thì mình độ. Với lại cái cần số này nó làm bằng nhôm CNC nguyên khối nên rất là chắc chắn. Cái độ mà chúng ta trả số với lại lùi số á, nó rất là nảy, nó sướng lắm. Còn ở trên cái lốc máy này á, mình có độ một cái gọi là cái ốp inox để nó chống nóng một xíu. Nhiều khi mình đi á, máy nó nóng á, nó sẽ phỏng ta, phỏng chân. Không, nói chung là không đến nỗi phỏng đâu, tại vì máy nó chỉ có 110 phân khối thôi đó. Còn cái chân chống này á, thì nó hơi to. Nó là chân chống Arakuya, nó to, nhìn nó cũng hơi thô, nhưng mà thôi kệ, thấy nó ngộ ngộ nên gắn thôi. Cũng rẻ, tầm khoảng trăm mấy à. Con xe này để mình đi chợ nè, đi vận chuyển hàng hóa các kiểu này, nên mình gắn cho nó cái ba ga ở dưới là bằng inox nha, rất là xịn sò. Anh em có thể gặp vào gặp ra để bắt sản phẩm, bắt đồ, bắt hàng hóa lên, nó tiện lắm, nó không có quá khó. Còn ở giữa thì mình để cái rổ này tiện lắm, để rất là nhiều đồ. Cái ốp MCM mới mua cho điện thoại này. Cái rổ này để rất là nhiều đồ nha anh em. Đó, mình để chuối chiên với lại cái ốp với lại cái bao tay của mình đấy. Nhiều khi mình để cả những cái thùng hàng lên đó vẫn không sao. Còn cái yên này á, là cái yên này mình đã custom theo cái ý thích của mình rồi. Cái yên zin của nó anh em ngồi sẽ có cảm giác bị cứng và nó sẽ dễ trượt về mặt trước. Khi mà chúng ta thắng hay là chúng ta chạy trả số lại á, thắng số ấy, thì nó sẽ bị ghì ngược về mặt trước. Thì mình đã làm cái yên lại, cái foam yên nó đã khác đi, nhìn nó rất là thể thao, nhìn nó sport đúng không? Cái yên này á, mình vẫn giữ cái cốt là của yên zin, chỉ có cái là mình làm lại mood, cái foam mood nhìn nó thể thao hơn thôi. Và mình làm hoàn toàn là bằng niệm kim đan hết. Rồi sau đó là mình bọc lại một cái lớp da mới cho cái yên. Lớp da này là lớp da chống trượt, nên khi mà thắng hay là bị dồn số gấp ấy, nó cũng không bị trượt gì hết. Thì tổng chi phí làm cái yên này nó cũng cao, nhưng mà mình cảm thấy nó xứng đáng, tại vì nó mang lại cho mình cái trải nghiệm ngồi êm mông. Cái mông là cái quan trọng nhất anh em. Còn đây là cái ba ga sau này. Cái ba ga này mình cảm thấy nó dài, thẩm mỹ mình thấy nó cũng được đó, nhưng mà rất là tiện nha. Đi đâu để đồ, chở đồ có cái ba ga nữa tiện, tiện số dách luôn ấy. Còn cái càng của nó, zin của nó nhìn nó dởm lắm, dễ hư nữa. Đây là tổng thể con xe của mình nha. Con xe này mình độ dạng độ cơ bản chơi cho vui mắt thôi, với lại là dùng để di chuyển hàng ngày, chứ không phải là một con xe quá độc đáo gì hết. Cái này là custom theo cái ý kiến riêng của mình và cái sở thích riêng của mình. Anh em nào cảm thấy hợp lý, thích á, thì có thể tham khảo. Còn không thì anh em có thể share những cái bản đồ của mình hoặc là góp ý thêm cho mình ở dưới comment bên dưới. Đừng có nói những cái từ ngữ nó khiếm nhã hay là nó mang ý nghĩa khích. Mình không thích, mình sẽ không reply những cái vấn đề đó. Chủ yếu là quay clip để chia sẻ với anh em thôi, chứ không có phải quay clip để cho mình quơ với nhau thì nó lại không có hay lắm.
Anh em nào chơi phân khối lớn á, thì cũng nên có một chiếc xe để mà mình tiện di chuyển thường xuyên hơn, chứ không phải lúc nào cũng mang phân khối lớn ra thì nó rất là bất tiện nhất để là vì cái việc là chúng ta xăng cộ bảo dưỡng này, chi phí các thứ, rồi bất tiện thêm nữa là chỗ để chỗ dựng nó nặng, nó cồng kềnh. Ví dụ như anh em xách xe đi ra chợ mua ổn mì mà dắt con phân khối lớn ra đi, nó cũng rất là phiền, phiền hàng xóm, phiền chợ, nó nổ ầm ầm, cái bô của chợ cũng rất là khó. Đấy, đó là một số cái chia sẻ của mình ha. Và đây là con xe của mình, cảm thấy ưng về nó. Có nó rất là tiện, tiện cho mình rất nhiều luôn ấy. Mẹ kêu đi mua giùm hai trái chuối chiên, mà bây giờ hai cái chuối mềm xèo ngửa ngắt mà vẫn chưa thấy về tới nhà. Chuyến này bị cạo đầu chết luôn.